Ok em, mà bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục soi một set đồ của một cao thủ khá là đẹp ở ngày hôm nay, cũng là một set năm hành khá là pin nha năm. Ở thời điểm hiện tại bây giờ thì thực sự là đa số giờ đang họ chơi năm hành khá nhiều và những món năm hành thực sự là rất là pin em ơi. Đây em ơi, tiếp tục chúng ta sẽ tiếp tục đến ạc của võ đông tàu, một trong những ạc cao cũng có vẻ như mắt để lâm tập tới kinh. Ạc này thì quá chắc nha năm. Đây em ơi, võ đông tàu đang có mình 76k và 112 mạng và giết đầu sau 78 và có cho mình 29 tử vong và 18 liên chạm. Cho anh em cùng xem set đồ của võ đăng tàu. Đây nè, hôm nay top 5 cũng là một set 5 hành nha mọi người. Sau video của Hồng Roya thì chúng ta sẽ tiếp tục với set đồ của võ đăng tàu, với kỹ năng cũng có 3 cấp, đó là càn khôn trên đầu 2 cấp và phi phong gián cho bào là 3 cấp nha nè. Rồi tiếp theo, đó là một cái vũ khí chón kháng hỏa 15-40 và một cái nón kháng hỏa 15-40 sinh lực cao. Thì hiện tại ạc này thì đang có cho mình khoảng 80 chón rồi, lượng hỏi có cho mình 30, kèm với dây chuyền kháng cảm 16 thì lượng hỏi lên đến 46, kèm với mặt nạ kháng cảm 10 là 56. Đó, 56 kháng hỏa, đầu tiên là 56 kháng hỏa và 80 chón. Tiếp theo, một bao tay làm chậm sinh lực 1 lực, sinh lực 130 và một ngọc bội làm chậm 40, sinh lực 106 là có cho mình 80 làm chậm. Và đi kèm với một cái nhẫn kháng băng 40, sinh lực 137 và trúng độc 40. Một đại lưng kháng lôi 15 và lá cho mình sinh lực 196. Hiện tại thì những anh em đi năm hành thì họ pin sinh lực khá là cao nè, khá là cao. Má sức đồ nhìn đẹp. Hôm trước Khả cũng đi gì năm hành mà cái lượng kháng của lôi của Khả tìm không ra. Uầy, một nhẫn kháng lôi 26, sinh lực 127. Uầy, cái nhẫn này quá đẹp nè mày. Nhẫn này nếu mà đầu server cách đây khoảng 1 tháng trước hoặc là 1 tháng rưỡi trước thì cái nhẫn này bèo lắm, phải hơn 2 triệu cái nhẫn này nè. Hơn 2 triệu nhẫn này nè mọi người. Anh em có xem video Khả Trung Giang dùm cái ông kia không? Một nhẫn kháng lôi 30, sinh lực 90, cái nhẫn nó 4 triệu. Nhẫn này cũng đẹp quá. Một đôi uầy, kháng lôi chắc vậy. Kháng lôi 26, kháng lôi 15 là có cho mình 41, kèm với cái này 26 nữa là 67. 67 kèm cái này 16 nữa là 87 và 93 kháng lôi. Thực sự là chưa kháng lắc mà kháng lôi đã lên 93 rồi em ạ. Kèm với cái này kháng cảm 10 nữa thì sự kháng lôi lên đến 103. Một trong những hiệu ứng kháng lôi quá trâu. Thực sự luôn em ơi. Trong nhiều ứng kháng lôi khá trâu. Anh em cũng biết là server này server võ đang dừng kỳ, bên những cái món kháng lôi trâu như thế này thực sự là quá hiệu quả dành cho giờ đang. Và với hiệu ứng 80 chón như thế này thực sự là giờ đang này đánh trong trận tổng kim thì quá trâu vò em ơi. Chỉ đánh một trận tổng kim mà chết 29 mạng thôi, anh em thấy đẳng cấp chưa, 29 mạng tử vong thôi đó. Rồi đừng kháng hỏi thì tầm này thì đỡ nói kháng hỏi thì thiên nhận nó ít bớt lại nè, nên là đừng kháng hỏi với tương ứng là hơn 30, kèm này 10-40 và cái này là 56 là đủ chơi rồi. Lượng họ đủ chơi, thực sự là đi về năm hành vẫn pin nữa nè. Nếu thực sự là đỡ nó đánh mình sẽ năm hành thì sẽ năm hành vẫn pin hơn xét định quốc như nè. Đó là Khải khẳng định luôn nè mà. Sẽ năm hành này sinh lực cao, kháng lời tốt quá. Quá đẹp. BK hay nữa lên top luôn. Đây, một set đồ quá pin em ơi, với hiệu ứng 80 chón, 80 chậm và kháng lời lên đến hơn 10 ít. Chưa cắn lắc nha nè, nếu cắn lắc thì ạc này có thể lên đến 75 cộng 5 hoặc 75 cộng 6 khi lên đại tướng ở trong tổng kim. Thì anh em nghĩ thử, giờ đang như mình đánh vô sao mà vô máu nổi nè. Còn thực sự là mình thì đủ hiệu ứng thì có đấy, nhưng mà kháng thấp quá nè, mà kháng quá biên quá cùi. Có 36 kháng lôi nhìn lại chán gơ quá. Đúng rồi nè mà, kháng lôi không có đánh, khó đánh kinh hồn. Giao tranh chất liên hồi. Hôm nay cố gắng lắm mà chết 31 nè. Chiếc 78 mạng nè, top 20 thôi. Rồi ok, chung thì thực sự là quá pin em ơi. Ở với thì hiện tại bây giờ thì set năm hành này thì quá pin nè. Đặt móc sinh lực cao, món nào sinh lực trên 17 cả, được không? Món nào sinh lực trên 17, ngập bòi có 10 thôi. Áo của nhỏ này thấy chưa? Một đai lưng quá đẹp, 196 sinh lực. Giày thì khăn lôi quá chắc luôn, đặt móc tóc chuyển luôn quá đẹp. Với hiệu ứng như thế này thì thống tầm 12 thì đặt móc luôn đẹp luôn em ơi. 42 cộng đôi giày ngon ấy. Nếu bạn này mắt để lắm một tập thì có thể là thống tung sẽ bị mắt, sẽ được mắt. Tại vì theo Khải dự đoán là như vậy. Ad Khải đã có 4 cuốn vào Long Mật Tịch rồi, là còn đến thiếu 11 cuốn nữa nè. Nếu mà mắt vào Long Mật Tịch thì Ad này sẽ mắt thiếu Văn Tung. Rồi, với một giá truyền kháng cả 16, sinh lực 99 nữa. Ok cho anh em ơi, Ad này thì sinh lực quá pin rồi anh em ơi. Quá đẹp. Đúng rồi, Ad này quá đẹp rồi. Đỡ mà nói thì khẳng định luôn, đang xếp năm hành vẫn đẹp hơn. Hôm trước Khải cũng mang nhiều xếp năm hành mà xếp năm hành Khải cùi quá anh em ơi. Cùi quá nên thực sự là không thể nào mà đánh nổi. Xếp năm hành Khải không có kháng, Sida bắn chữ.
Rồi, anh em xem video đừng quên lại cho Bảo Đông Tài một like, sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của Khải, và anh em thích soi cầu thủ nào cứ comment ở dưới video, thì sau những buổi trận con kia Khải sẽ cho anh em xem tiếp tục nha. Rồi, ok. Quá đẹp. Ấn của Bảo Đông Tài là ấn bình thường thôi anh em ơi.